Hallelujah, chúng con cảm ơn Chúa. Đấng diệu kỳ, Đấng phán với chúng con rằng ta đi, ban sự bình an cho người, chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chưa bối rối và đừng sợ. Cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho chúng con sự bình an trong danh của chính mình Ngài. Giữa một thế giới đầy bất an, đầy xáo trộn, và Chúa Ngài vẫn phán trên toàn thế giới bình an cho nhân loại. Trong danh của Chúa trong buổi sáng hôm nay, hết thảy chúng con có mặt ở đây. Và cảm ơn Chúa vì tình yêu, vì sự bình an, vì sự an nhiên mà chính mình Chúa ban cho chúng con. Nguyện Ngài đặt chúng con ở trong tình yêu của chính mình Ngài. Nguyện thân yên ủi, Chúa bình an đến với hết thảy mọi chúng con. Cách đi tất cả mọi sự lo lắng, lo toan trải một tuần lễ, trải những năm tháng mà chúng con đang vật vã. Như thế này chúng con đến với chính mình Chúa và nói với Ngài rằng chúng con ao ước khát khao sự gì, sự thâm viếng sự ban ơn của Ngài trên hết thảy chúng con. Xin ở đây và đem sự thay đổi của Ngài trên từng con người, trên từng suy nghĩ, trên từng hành động của chúng con. Nào chúng con thủ và làm thành ý của Chúa. Xin thâm viếng ban ơn và đầy quyền năng của Ngài ở trên ban thờ phượng Chúa, để đăng ký họ hiệp nhau lại như một người, để đó sự gì đến xưa và án dự như đám mây, án dự như đền thờ đến xưa và như dân Israel thờ phượng Ngài. Và chúng con tin rằng bất cứ nơi nào đang khi chính mình Chúa hiện diện, tại đó có sự chữa lành, có bình an, có năng quyền của chính mình Chúa bày tỏ. Xin thông viếng ở với thầy chúng con trong những ngày Chúa ơi. Chúng con khát khao sự gì thông viếng của chính mình Ngài hơn là mọi lễ nghi tôn giáo. Chúng con khát khao sự thông viếng cả thầy của Ngài chúng con. Chúng con cầu nguyện cho đầy tớ của Chúa, mục sư, người quốc tấn trong việc công bố lời của Chúa. Nguyện sự thông viếng trên đầy tớ của Chúa đã hầu trên đầy tớ của Chúa công bố lời của Ngài ra, đem sự gây dựng trên thân thể của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin quay phụ hết thầy chúng con trong dòng huyết, trong tình yêu của Ngài. Trong buổi sáng hôm nay, và thánh của Chúa cũng cử hành trọng lễ báo tem cho một số tân tín hữu. Trong danh của Chúa, xin Ngài đem sự ân chiến lớn lao của chính mình Ngài, để hầu cho hết thảy, không những riêng những người chịu báo tem trong buổi sáng hôm nay, nhưng mà hết thảy chúng con đều kinh nghiệm được sự đồng chôn, đồng chết và đồng sống lại mạnh mẽ ở trong ân điển của Chúa. Để hầu chúng con sống không phải chúng con sống nữa, mà là Christ sống trong từng đời sống của con. Để hầu hương thơm trong Christ, quyền năng sự sống, sự sáng của Ngài qua những đầy tớ trai và gái của Chúa trong buổi sáng nay. Dân Giê-xu Christ được vinh hiển. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con trình dâng cả thảy thì này cho ân điển của Chúa. Trình dâng hướng dẫn chương trình, tất cả giáo viên dạy dỗ các ban ngành, người chiếu vi tính loan thanh, tất cả mọi người, ôi Chúa dự phần trong sự hồng vị Chúa trong buổi sáng nay và những ngày còn lại ở trong ân điển của Chúa. Nguyện Ngài sử dụng hết tại những khả năng, những ta lân chúng con làm lợi đích trong những quyền năng trong sự ân điển của Cha. Chúng con cảm ơn Chúa và trao mọi điểm hiệp ý với toàn thể và của Chúa trong sự cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen. Tôi thấy sự nôn nóng thờ phượng Chúa trong tất cả anh em chúng ta. Hãy chuẩn bị tấm lòng mình và thờ phượng với cả hết linh hồn mình. Chỉ giờ này, kính mời bạn. Và Chúa tức là Thánh Linh. Thánh Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó. Và Thánh Linh của Chúa Ngài là đấng tối cao. Và nơi đâu Thánh Linh Chúa Ngài là chủ thì nơi đó có sự tự do. Amen không mà bạn nghe. Nơi đâu Thánh Linh Chúa Ngài được tôn cao thì nơi đó có sự tự do của Ngài. Nguyện buổi sáng ngày hôm nay chúng ta được thỏa vui trong sự thăm viếng của Thánh Linh Ngài. Xin mời mai kia chúng ta bước vào một thì giờ chúng ta ngợi khen thờ phượng Ngài. Xin chào Thánh Linh Chúa. Thank you.
Bye.
Ngài là quyền năng của Thánh Linh.
Vì Chúa là